Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, dịch hạch, một căn bệnh được mệnh danh là cái chết đen, tưởng như đã lùi vào quá khứ thì gần đây lại được nhắc đến. Mới đây thì người ta phát hiện ra ở một số nước, trong đó có Trung Quốc, có bệnh nhân mắc bệnh. Và điều này thì cũng khiến cho nhiều người trong số chúng ta cảm thấy bất an. Vậy thì thực chất căn bệnh này như thế nào? Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện với chuyên gia của chương trình, đó là thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Quốc Thái. Trước đây, đầu thế kỷ 20 và đặc biệt trong những cái thế kỷ 19 rồi trước đó nữa, thì dịch hạch ở Việt Nam là điểm nóng. Mỗi năm có đến hàng nghìn người chết vì dịch hạch. Dịch hạch nó là căn bệnh truyền nhiễm lây truyền do bọ chét. Con bọ chét này thì nó ký sinh ở trên con chuột. Và cái con bọ chét khi mà đốt người thì là nó mang cái con vi khuẩn dịch hạch truyền vào người qua cái vết đốt. Và con vi khuẩn dịch hạch thì nó có độc lực rất là cao. Và khi mà truyền vào người nó có thể gây nên viêm hạch. Chính bởi vì như thế nên nó có cái tên là dịch hạch. Rồi nặng hơn nữa nó có thể gây nhiễm khuẩn huyết. Nhiễm khuẩn huyết thì bệnh cảnh thường là nó có hoại tử đen ở các đầu chi. Đấy là cái lý do tại làm sao người ta gọi dịch hạch là cái chết đen. Thưa bác sĩ, khán giả Vũ Mạnh Trường ở Hoàng Cầu Hà Nội có hỏi là cái căn bệnh này thì có lây từ người sang người hay không? Và cái đường lây cụ thể của nó là như thế nào? Cho đến nay thì rất là nhiều báo cáo về dịch hạch thì người ta cũng chỉ nói nhấn mạnh đến vấn đề dịch hạch lây từ động vật sang người, chứ người ta chưa có một cái báo cáo nào nói đến dịch hạch lây qua côn trùng bọ chét từ người sang người. Đúng không? Thế sau khi mà cái con bọ chét nó bị cái con vi khuẩn dịch hạch xâm nhập thì nó làm nghẽn dạ dày của cái con bọ chét. Và con bọ chét khi mà đốt người thì bao nhiêu vi khuẩn dịch hạch nó vào trong cơ thể người. Thế còn cái trường hợp mà lây dịch hạch từ người sang người thì nó lại là ở một thể khác, người ta gọi là dịch hạch thể phổi. Dịch hạch hay còn gọi là cái chết đen là một trong những đại dịch chết chóc nhất trong lịch sử nhân loại với 75 triệu ca tử vong trên toàn thế giới. Nhiều nhà khoa học cho rằng đây là sự bùng phát của bệnh dịch hạch do vi khuẩn Yersinia pestis gây nên. Nó xuất hiện ở Trung Á và lan sang châu Âu vào cuối những năm 1340. Theo nhiều tài liệu, đại dịch cái chết đen đã giết chết từ 30 đến 60% dân số của châu Âu, giảm số dân của châu lục xuống khoảng 20 đến 30 triệu người. Vì thế, nó đứng đầu trong 20 căn bệnh đáng sợ nhất trên thế giới. Khán giả Trần Thu Huyền ở Lạng Sơn có hỏi là cái môi trường sống của tôi thì hiện nay là có khá là nhiều chuột. Vậy thì tôi cần phải làm gì để có thể phòng ngừa bệnh dịch hạch? Chuột nó có thể là làm trung gian để làm lây truyền nhiều bệnh, không cứ là dịch hạch. Thường trước khi có dịch xảy ra trên người là có dịch xảy ra trên chuột, thì chúng ta thấy là ngóc ngách từ đường phố, rồi là ở ngoài nhà, rồi thậm chí là ở trong nhà rất là nhiều chuột chết. Tuy nhiên thì hiện nay dịch hạch ở chúng ta trong nhiều năm trở lại đây thì không thấy xuất hiện. Điều đó có nghĩa là chúng ta có thể đã kiểm soát tốt được cái nguồn truyền nhiễm gây dịch hạch. Và hiện nay cái mà chúng ta cần phải quan tâm đến để trong cái việc phòng chống dịch hạch đấy là chúng ta khống chế tốt cái ổ chứa tự nhiên. Ổ chứa tự nhiên thì trước đây hay lưu hành ở Tây Nguyên. Thế và chúng ta cố gắng là làm sao để kiểm soát tốt cái nguồn truyền nhiễm du nhập từ bên ngoài vào. Và cái trường hợp như chúng ta vừa nói đến, những cái trường hợp bệnh ở Trung Quốc, đúng không ạ? Thì là một cái nước ở láng giềng với chúng ta, thì cái nguy cơ có thể là du nhập dịch hạch vào nước chúng ta là vẫn có thể có. Tất nhiên nó thấp thôi. Một tàu vận tải chở hàng từ Trung Quốc vừa cập cảng Đình Vũ, Hải Phòng. Đó cũng là lúc hoạt động kiểm dịch y tế trên tàu bắt đầu. Theo quy trình, việc kiểm dịch bao gồm nắm bắt tình hình sức khỏe thuyền viên và kiểm tra vệ sinh trên tàu. Tuy nhiên, hành trang của hai cán bộ kiểm dịch này đến một cái nhiệt kế cũng không có. Vì chỉ kiểm dịch trên giấy tờ nên sau 15 phút, mọi công đoạn đã xong. Khi mà kiểm tra thì mình cũng theo cái cảm quan là chính và xong công tác nắm bắt tình hình qua thuyền trưởng và các thuyền viên. Mỗi tàu vận tải như Sài Gòn Bridge này
có hàng nghìn container. Trong đó có những lô hàng lương thực thực phẩm là đồ ăn yêu thích của loài gặm nhấm. Vậy mà giờ đây, các tàu đều phấn đấu để có được tờ giấy phép miễn vệ sinh, diệt chuột như thế này. Tiến hành những công việc diệt chuột thì sẽ rất là tốn kém cho chủ tàu. Phí diệt chuột nên là tính theo dung tích tàu có thể đến hàng chục ngàn đô la. Lịch sử thì đã nhiều lần cái dịch hạch lây lan theo đường biển và đã vào Việt Nam 3 lần, trong đó qua cảng Hải Phòng 3 lần. Và như vậy thì nguy cơ cái dịch hạch mà qua vật chủ trung gian là chuột và bọ chét lây lan qua đường biển vào cả Hải Phòng là rất cao. Nếu không may thành phố cảng xuất hiện người mắc dịch hạch thì khoa truyền nhiễm bệnh viện Việt Tiệp sẽ là nơi thu dung cách ly và điều trị bệnh nhân. Vậy mà tại khoa, thiết bị tối cần thiết trong cấp cứu bệnh nhân dịch hạch là máy thở cũng chỉ có một chiếc và đang chờ bảo trì. Hiện tại cái máy này thì nó cũng đã cũ rồi. Và để mà cấp cứu một cách hoàn hảo bệnh nhân mà có một cái máy thở hoàn hảo thì tôi tin rằng cái máy này nó không được đáp ứng một cách đầy đủ 100%. Ví dụ như bệnh nhân nặng phải thở có hệ thống oxy, khí nén vân vân thì cái máy này nó chưa đáp ứng được. Tại thành phố cảng, hầu như không ngày nào vắng bóng những con tàu chở hàng từ Trung Quốc vào nước ta và ngược lại. Và biết đâu, những con chuột này vừa trải qua một hành trình dài, chui rúc trên một tàu vận tải trở về từ vùng dịch hạch của Trung Quốc. Bạn Vũ Thùy Linh ở Vĩnh Bảo, Hải Phòng có hỏi là tôi ở Hải Phòng và được biết là Hải Phòng đã 3 lần bị dịch hạch tấn công ở trong quá khứ. Chúng tôi phải làm gì để có thể phòng ngừa? Cái việc đơn giản nhất nhưng mà quan trọng nhất chúng ta có thể làm và làm mãi có khi cũng không xuể, đấy là diệt chuột. Vâng, diệt chuột. Thế thì diệt chuột thì chúng ta cũng đã hô hào và làm nhiều năm nay rồi, chứ cũng không phải là đợi đến khi mà có vấn đề dịch hạch chúng ta mới hô hào diệt chuột, đúng không ạ? Thế thì bên cạnh việc diệt chuột thì cái việc vệ sinh môi trường, quang cảnh cũng rất là quan trọng để làm sao làm giảm được cái nguy cơ chuột nó làm tổ. Bởi vì cái con bọ chét mà đốt để mà làm lây truyền cái bệnh dịch hạch, nó không phải là chỉ riêng cái con bọ chét nằm ở trên con chuột mà còn con bọ chét nằm ở trong hang chuột nữa. Thưa bác sĩ, bạn Phạm Mỹ Duyên ở địa chỉ email là phạmruby247@yahoo.com có hỏi là Trung Quốc đã có người mắc bệnh này thì xin bác sĩ có thể cho biết là bệnh có lây lan nhanh không và ở Việt Nam thì có đáng ngại không? Thực ra trong những trường hợp dịch hạch thể phổi thì lây lan rất là nhanh, và trong chiến tranh thì nhiều nước là đã từng sản xuất vũ khí sinh học là bằng những cái con vi khuẩn dịch hạch thả xuống, hoặc là các cái con bọ chét thả xuống những cái vùng mà đối phương đang hoạt động để mà gây nên tình trạng dịch hạch, mà dịch hạch thể phổi nó lây lan rất là mạnh. Thế tất nhiên thì cái thời gian vừa qua thì ở Trung Quốc thì cái nguồn truyền nhiễm lại là nguồn từ tự nhiên chứ không phải là nguồn ở trong thành phố, nó ở thành phố Ngọc Môn ở Cam Túc. Hiện nay thì tình hình rất là ổn định. Chúng tôi được biết là tình hình rất là ổn định về mặt kiểm dịch, về mặt kiểm soát dịch bệnh Trung Quốc. Thế thì ở Việt Nam của chúng ta thì có lo ngại hay không? Thì tất nhiên lo thì chúng ta cũng vẫn lo, nhưng mà cái nguy cơ nó rất là thấp. Một bạn khán giả địa chỉ email là dutiến79@gmail.com có hỏi là dịch hạch đã xuất hiện lâu trong lịch sử, thì xin bác sĩ có thể cho biết là đến nay con người đã chữa trị được căn bệnh này hay chưa và có loại vaccine nào trích ngừa hay chưa? Về dịch hạch thì ở các nước phương Tây người ta học tập Việt Nam rất là nhiều cái việc sử dụng kháng sinh, đặc biệt là streptomycin là kháng sinh đầu tay để điều trị dịch hạch, thì là chúng ta là tiếp thu kinh nghiệm từ miền Nam Việt Nam từ những năm 60 đến những năm 75. Thế còn sau này thì chúng ta còn có nhiều kháng sinh thế hệ mới hơn, thì những cái kháng sinh đấy ít có cơ hội được thử nghiệm, bởi vì làm sao? Bởi vì số lượng bệnh nhân dịch hạch trên thế giới cho đến nay ngày càng ít dần và rất là khó để có thể tìm được cái môi trường lý tưởng để chúng ta thử nghiệm cái kháng sinh mới trong điều trị bệnh dịch hạch. Vaccine dịch hạch cũng vẫn có, nhưng hiện nay chúng ta cố gắng, chúng ta có tìm cũng không có, bởi vì làm sao? Số lượng bệnh nhân ít, nguồn cầu nó giảm đi rất là nhiều, dẫn đến nguồn cung nó cũng không có nữa. Xin cảm ơn bác sĩ.
Thưa quý vị và các bạn, chuyên gia của chúng tôi trong cuộc trò chuyện thì đã nói rằng là có một cái công việc mà chúng ta làm mãi làm nhiều cũng không bao giờ đủ, đó là diệt chuột. Và đây sẽ chính là một cái biện pháp rất là tốt để chúng ta có thể ngăn ngừa nhiều nguồn bệnh, trong đó có cả dịch hạch. Đến đây thì chương trình Tư vấn Sức khỏe mỗi ngày của chúng tôi xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại vào giờ này ngày mai.